Cái này cây kim quýt nha các bạn. Cái này nó nhìn nó già cây dữ lắm. Này nó cái tàn nó cũng già cỡ ngón tay, mấy cái tàn ra là cỡ ngón tay mình hết. Cái này mình gửi luôn chậu. Cái này cái chậu cũng nhỏ. Nhưng mà trồng đất thấy cũng nặng, mình cũng nặng. Một người khiêng thì bình thường nha các bạn. Chậu này chắc khoảng 15 20 kg quá. 15 kg quá. Trồng đất không chắc cũng khoảng 15 kg. Cái chậu khoảng cái chậu nó dài khoảng 36, chiều cao 49, cái hoành cho này là được 17, chiều cao 49, cái hoành được 17, cái chậu ngang là 36 nè. Kim quýt rồi, mấy cái dĩa này nó cứng rồi mà. Cái này nhìn có duyên, cái này lấy mặt tiền đây. Cũng không bự lắm, hai thân, nhưng mà được cái nhìn nó già. Gửi luôn chậu nha các bạn, chậu này chắc 200.000 quá. Gửi luôn chậu kim quýt. Kim quýt giờ một phần là kim quýt nó cũng kén khách chơi, thứ hai là nó cũng không có làm đại trà nữa. Hồi xưa người ta làm đại trà kim quýt chứ giờ không có làm. Bây giờ đa phần là người ta làm linh sam với mây nâu với trang, bông trang là nhiều nhất, me chỉ làm một số cây công nghiệp là làm quy mô lớn là làm đó. Còn kim quýt ít làm, hoặc là kim quýt giờ ta làm mini nhỏ nhỏ thôi chứ ít ai mà làm lên form lớn lắm. Làm trạng này trả lại cái thân cả đầy trả lại nhỏ cả con tay là mini chứ form lớn, tại form lớn trồng lâu quá mà kinh tế không có nên ta không làm. Mấy ta làm mà vàng và kinh tế nó ấy hơn, nó ổn hơn. Không ai làm kim quýt, kim quýt cứ gai vậy lắm, gai lắm nha bạn. Trong mấy dòng cây mình thấy kim quýt chắc gai đứng đầu luôn á, phải uống nó cực dữ lắm, gai nó đâm vô tay dữ lắm. Cái nó có vô mốt nó có trái, nó có trái, nó gì hãy trầu rồi có trái rồi nhìn đẹp, bông nó thơm thơm lắm, kim quýt bông kim quýt nó thơm như bông bưởi vậy. Cái màu lá của cây kim quýt nó cũng đẹp, xanh đậm. Kim quýt